Xin chào quý các cô, các bác, anh, các chị. Hôm nay em giới thiệu mọi người đây là trà nhân sâm, trà sâm đỏ Hàn Quốc. Trong hộp này thì gồm có 100 gói, mỗi gói là 3 gram. Là một sản phẩm trà cao cấp có hương vị độc đáo, đậm đà của tinh chất hồng sâm với công thức chế biến đặc biệt làm dịu vị đắng của hồng sâm. Sản phẩm thường dùng làm quà tặng sức khỏe. Đó, trà hồng sâm Hàn Quốc này có tác dụng ngon miệng, là một vị thuốc tốt cho sức khỏe, tác dụng hỗ trợ phục hồi sức khỏe, đặc biệt cho những người bị rối loạn thần kinh, những người bị thường xuyên mệt mỏi, thiếu máu. Đó, tăng cường hệ miễn dịch cho tốt, tránh được nhiều bệnh và nhiễm trùng khác. Trà sâm được gọi là loại thức uống quý như một dạng thực phẩm bổ sung năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra còn rất nhiều công dụng tốt nữa. Các cô bác, các anh chị quan tâm thì vui lòng đến địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh để tư vấn tận tình từ nhân viên của bên em với số điện thoại hotline 0961 936 536, Zalo 0961 936 536, YouTube Rock Plaza sức khỏe trong ngoài nhà. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.